tháng 4, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát hiện tạm giữ đối tượng Đào Thị Uyên có dấu hiệu giả danh sĩ quan cao cấp quân đội. Cục Bảo vệ An ninh Quân đội đã phối hợp với Tổng cục 2, lực lượng kiểm soát quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và lực lượng công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra một phụ nữ đang mặc quân phục với quân hàm đại tá nhưng không có biển tên. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ nào liên quan tới quân đội. Tổ kiểm soát quân sự đã tiến hành lập biên bản, bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng. Trong cái quá trình mà tổ kiểm soát quân sự chúng tôi đi tuần tra tại khu vực Huỳnh Thúc Kháng thì phát hiện thấy một cái quân nhân là mang mặc quần áo quân đội, đấy, sai tác phong, đấy, không có biển tên. Thì lúc này là tổ kiểm soát quân sự đã vượt lên và dừng để kiểm tra. Qua xác minh ban đầu của các cơ quan chức năng, đối tượng khai tên là Đào Thị Uyên, sinh năm 1974, quê quán thôn Vĩnh Khang, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Đối tượng không phải là quân nhân, hiện đang là nhân viên công ty luật Tất Thành. Trước đây, đối tượng Uyên từng có thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại quân chủng phòng không không quân. Tôi cũng vỡ lẽ ra một điều rằng là như thế là đúng không đúng. Không đúng là bởi vì cái này là được giải thích, tôi ngộ nhận ra một điều là thôi thì từ bây giờ rút kinh nghiệm. Sẽ không bao giờ có những cái việc như thế này nữa. Khi làm việc với các cơ quan chức năng, đối tượng Đào Thị Uyên đã nhận thức ra hành vi sai trái của mình, đồng thời tự nguyện giao lại toàn bộ quân hàm, quân hiệu. Hiện đối tượng đã được các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng bàn giao cho Công an thành phố Hà Nội và địa phương tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng nay,